Dư luận trong nước những ngày qua phấn khởi đón nhận bộ sách lịch sử Việt Nam, gồm 15 tập với hơn 10.000 trang, được 30 nhà nghiên cứu sử học biên soạn trong 9 năm, vừa được tái bản lần thứ nhất và phát hành vào hôm 18 tháng 8. Đài Á Châu Tự Do ghi nhận qua trang fanpage của báo mạng điện tử tuổi trẻ online, rất nhiều độc giả bày tỏ sự vui mừng và hoan nghênh các nhà sử học thuộc Viện Hàng Lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam đã nhìn nhận lịch sử và biết đúng với những gì xảy ra trong lịch sử trong việc thay đổi cách gọi tên chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn, chứ không gọi ngụy quân ngụy quyền, cùng lời khẳng định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Cường trong buổi giới thiệu bộ sách lịch sử Việt Nam, rằng lịch sử phải khách quan và phải viết thế nào để mọi người chấp nhận. Báo Tuổi Trẻ Online dẫn lời nhận định của Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh, rằng việc từ bỏ cách gọi Ngụy quân, Ngụy quyền mang lại những tác động tích cực đối với việc giải quyết tranh chấp trên biển Đông, cụ thể là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng công pháp quốc tế. Tiến sĩ Sử học Nguyễn Nhã cũng xác nhận với AFA rằng chính quyền Việt Nam Cộng hòa phải được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức thừa nhận thì mới đảm bảo tính pháp lý quốc tế liên tục để đấu tranh bảo vệ chủ quyền chính đáng của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa. Trong khi đó, từ Canada, luật sư Vũ Đức Khanh cho biết chính quyền Hà Nội đã phạm phải một lỗi lầm quan trọng là không thừa nhận thể chế Việt Nam Cộng hòa theo hiệp định Genève năm 1954 và hiệp định Paris năm 1973 mà Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tham gia ký kết. Theo quan điểm nhận xét cá nhân của ông về bộ sách lịch sử Việt Nam mới vừa phát hành, thay đổi cách gọi tên đối với chính quyền Việt Nam Cộng hòa là một cách mà chính phủ Hà Nội bắn tiếng để chấp nhận những gì thuộc về của Việt Nam Cộng hòa và có thể thừa kế quyền lợi hợp pháp hợp lý của chính phủ Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975, cũng như có thể trở thành quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ như trước đây bởi vì Bây giờ đứng trước cái tình hình của Biển Đông có thể là có một số những cái biến động rất là lớn và đồng thời là giữa chính phủ của Hà Nội hiện tại và chính phủ của Hoa Kỳ đã có những cái bước thỏa thuận ngầm. Từ đó tôi đã có một số những thông tin có thể khẳng định rằng là Hoa Kỳ đang bí mật để mà trang bị vũ khí cho Việt Nam. Từ Paris, Pháp Quốc, cựu nhà báo Trần Công Sung của Việt Tấn xã Việt Nam Cộng Hòa còn chú ý đến ý kiến của không ít chuyên gia sử học trong quốc nội được đăng tải trên tuổi trẻ online cho rằng việc từ bỏ cách gọi ngụy quân ngụy quyền và công nhận việt nam cộng hòa như một chính quyền độc lập là bước tiến quan trọng để hàn gắn vết thương của người việt sau chiến tranh mà tiến sĩ nguyễn nhã nhắc lại việc công nhận này sẽ tạo sự đoàn kết hòa hợp hòa giải dân tộc theo ý nguyện lúc sinh thời của cựu thủ tướng võ văn kiệt Tuy nhiên, ông Trần Công Sung nhấn mạnh với AFA là rất khó dự đoán được chính quyền Hà Nội sẽ thừa nhận sai lầm của họ và chính thức công nhận chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hay không. Cựu nhà báo của Việt Tấn xã Việt Nam Cộng Hòa nói thêm. Đã có những tờ báo nó khen ngợi về cái chuyện đó, nhưng mà cũng có một vài tờ báo chính thức của nhà nước bắt đầu chỉ trích cái chuyện đó rồi. Đó. Thành thử ra khó mà có thể nói nó là một cái chuyển hướng thực sự của nhà nước hay không cái chính sách của cái miền Nam nó khó mà nói trước lắm. Hôm nay như thế này ngày mai nó lại thay phát. Hôm nay nó mềm dịu vì một vài cái dữ kiện mới, nhưng mà tháng tới mới lại đổi hoàn toàn. Thế nhưng số đông những người Việt hải ngoại thuộc thế hệ một 5 năm chia sẻ đối với họ việc chính quyền Hà Nội cho phép xuất bản bộ sách lịch sử mà có đồng thái thay đổi, không gọi tên Ngụy quân Ngụy quyền như suốt hơn bốn thập niên qua là một dấu hiệu mở ra cho sự kết nối của các thế hệ người Việt trong tương lai. Cựu Trung tá Hải quân Hoa Kỳ Nguyễn Anh Tuấn nói với chúng tôi, ông tin vào điều đó, mặc dù ngay thời điểm hiện tại, những người như ông vẫn còn dè dặt. Nhìn lịch sử của thế giới, nhìn lịch sử của Hoa Kỳ, thì mình cũng thấy là họ cũng 4-50 năm sau, họ mới bắt đầu họ hòa hợp, họ giải được trong 42 năm vừa qua thì mình nghĩ là nó sẽ thay đổi nó không thay đổi được nếu mà mình không đổi hướng mình đi mà bây giờ nếu mà Việt Nam bên đó họ bắt đầu họ chuyển hướng thì có thể đây là cái sự hy vọng nhưng mà quá khứ đã cho mình biết cái sự hy vọng mình rất là nhiều nhưng mà cái sự lường gạt nó cũng quá nhiều đi nên cái sự tin tưởng về những câu nói của họ thì mình chưa biết là cái đó có thành thật hay không Đáp câu hỏi của RFA xoay quanh quan điểm của một số những người là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa đang sinh sống tại hải ngoại mà có tấm lòng luôn hướng về đất mẹ với mong muốn góp một bàn tay cho quê hương được hùng cường văn minh thì liệu rằng họ có thể là những chìa khóa đầu tiên để mở cánh cửa cho việc hòa hợp hòa giải, một khi chính quyền Hà Nội chính thức công nhận thể chế Việt Nam Cộng hòa, cựu thiếu tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh quân lực Việt Nam Cộng hòa quả quyết để thể hiện thực tâm mà chính quyền Hà Nội kêu gọi hòa hợp hòa giải thì hãy tiến hành hòa giải với người dân trong nước trước. Hòa giải dân chúng, hòa giải với đảng phái, hòa giải tôn giáo, hòa giải tất cả những người trong nước. Có hòa giải được rồi mới hòa hợp với người trong nước. Làm sao dân chúng tin nơi anh thì lúc đó nói chuyện với người mình ở ngoài này. Và những người Việt hải ngoại mà Đại Á Châu tự do tiếp xúc đều chấm dứt cuộc trò chuyện với chúng tôi bằng câu nói dân tộc Việt Nam chỉ có thể hòa hợp khi không còn chế độ cộng sản với lý do như cựu thiếu tướng Lê Minh Đảo dẫn lời của ông Phạm Khắc Hòe, ngự tiền văn phòng động lý, hàm thượng thư của vua Bảo Đại, từng giữ các chức vụ giám đốc nhà pháp chính và động lý văn phòng bộ nội vụ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã nói với ông trong khoảnh khắc ngắn ngủi của thời gian 17 năm tù mà hai người gặp nhau rằng các anh không trăm năm đó không hiểu được người cộng sản nữa đâu